Dạ, bây giờ hai giây tiếng hai hàm tiếp sát xúc cảm sumat ta uy ya ve qua anat ma ya anat sa cha ya ti Manti palan sa su căn san Một tham mát sa vi pa tha Yang ya qua de qua anat tha ya Nhan palan sa cha ya ti Hanti ba lát sa sô căng sang Một tham mát sa vi pa ta yang Tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu Vẫn may bị tổn hại Đầu nó bị nát tan Phổ thân Cô Hòa Thượng Thích Minh Châu Người ngu sa đọa tâm hồn Trí thức hái lượm cuối Cuối luồng công danh Đầu to bữa nát tan tành Hoa hương úa rã cây cành thảm thương Trong sự sụp đổ của mình, hái thâu kiến thức, gom kinh nghiệm đời, ngược đâu biết than ôi, chính chúng nát bể. Nhà qua đi qua anat tha ya. Căng đi ba ta dành tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu vận may bị tổn hại đầu nó bị nát tan câu thơ này của hòa thượng Thích Minh Châu người sa đọa tâm hồn trí thức hái lượm cuối luồng công danh Dạ, sa thú cô tu nữ tuệ duyên à, con thấy cái mic của cô nó chập chờn không biết cô đã xong chưa dạ kính cảm ơn cô đã cho biết tín hiệu con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ân đức phật ân đức pháp và ân đức tăng con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh cô tu nữ tuệ duyên cô tu nữ Viriya Ratana con xin kính chào đạo tràng kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ
Con xin kính đọc câu Pháp Cú số 72. Dạ hoa đề hoa a na thà gia nha tăng bà la sa trà gia ti hằng ti bà la sa xúc căng sang mốt tha ma sa vi bà ta dằng. Dạ hoa đề hoa a na thà gia nha tăng bà la sa trà gia ti hằng ti bà la sa xúc căng sang mút tha ma sa vi bà ta dần và qua đề qua a na tha gia nha tăng bà la sa cha gia ti hằng ti bà la sa xúc căn sang mút tha ma sa vi bà ta dần. Tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và qua đề qua a na thà gia nha tăng bà la sa cha và ti hằng ti bà la sa xúc căn sang mu tha ma sa vi bà ta dằng. Người ngu sa đọa tâm hồn, trí thức hái lụm cuối luồng công danh, đầu to bữa nát tan tành, hoa hương ú rã cây cành thảm thương. Trong sự sụp đổ của mình, hái thâu kiến thức đốt kinh nghiệm đời, người ngu đâu biết than ôi, chính chúng bữa nát bể hai cái đầu. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Em kính mời cô nghe Pháp. Dạ Nam Mô Bố Tha, dạ Nam Mô Thầm Mà, dạ Nam Mô Sàng Khà, dạ con kính ảnh lễ Đức Phật, con kính ảnh lễ Giáo Pháp, con kính ảnh lễ Đức Tăng, con kính ảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài câu Pháp Cú số 72. Dạ quá đề hòa á la thà giá nháp tăng bà lát xá trà giá tí hàm tí bà lát xá xuất khăn xăng mút thá mát xá quý bà tá dần gia quá đề hòa á nát thà giá nháp tăng bà lát xá trà giá tí hành tí ba lát xá xúc căn sằng mút thá mát xá quý ba tá dần gia quá đề hòa á na tha giá nháp tăng ba lát xá cha giá tí hành tí ba lát xá xúc căn sằng mút thá mát xá quý ba tá dần. Tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu nó bị rát tan. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người ngu sa đọa tâm hồn, trí thức hai lộn cuối lòn công danh, đầu to bữa nát tan tành, hoa hương úa rạ cây cành thảm thương. Trong sự sụp đổ của mình, hai đau kiến thức gốc kinh nghiệm đời, người ngu đâu biết than ôi, chính chỗ nát bể hai cái đầu. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và nghe Pháp đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Sích Ái Minh, Sích Trường Mai. Và kính mời nha. Dạ, sa thứ lành thầy. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Thầm Bà Giá, Nam Mô Sàng Khà Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, kính lễ cô tự duyên, cô tu nữ Bí Thi Gia Ra Tăng Má. Dạ, kính chào quý anh chị.
Con xin phép trả bài câu pháp cú số 72. Và qua đề qua na thà giá nhá tầng bà la sa trà giá tị hành tị bà la sa su càng tầng xuất càng tầng mút tham ma sa vi bà ta dần. Và qua đề qua na thà giá nhá nhá tầng bà la sa trà giá tị hành tị bà la sa xuất càng tầng mút tham ma mát sa vi bà ta dần và qua đi qua anathaya ya tăng ba la sa cha ya ti hành ti ba la sa xúc căng tăng mutha mát sa vi bà ta dần. Tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Và qua đi qua na tha già nhà tăng ba la sa cha gia tỳ hành ti ba la sa su căn tăng mu tha ma sa phi bà ta dần. Người ngu sa đọ tâm hồn, trí thức hái lượm cuối luồng công danh, đầu to bữa nát tan tành, hoa hương úa rã cây cành thảm thương. Trong sự sụp đổ của mình hãy thôi kiến thức rớt kinh nghiệm đời, người ngu đâu biết than ôi chính chúng bữa nát để hai cái đầu. Bộ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ em mình đã trả bài xong, em kính mời chị Phương Mai tiếp theo. Em kính mời chị. Dạ kính cảm ơn Ái Minh. Con kính hỏi thăm cô nghe pháp cũng bình an trở về, con mừng quá, con kính chào cô. Dạ con sư Mai, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Con kính lễ chư Tôn Đức, con kính lễ chư quý bà, quý cô tu nữ. Sư Mai kính chào chư quý cận sự, con xin đọc pháp cú 72. Và đá đề quá á nát thà giá nát thằng bà lá xá trà giá tí hồn tí bà lá xá xuất càng sàng mút thá mát xá quý bá tà giang. Quý bà ta rằng già quá đề quá anát thà giá nát thằng bà lá xá trà giá tí hồn tí bà lá xá xúc cần sằng mút tha mát xá quý bà ta rằng già quá đề quá anát thà giá nát thằng bà lá xá trà giá tí hồn tí bà lá xá xúc cần mút tha mát xá quý bà ta rằng và qua đê qua anathaya na thang ba la sa cha ya ti hòn ti ba la sa su căng sang mu tha ma sa vi ba ta yang và đã đê qua anathaya a thang ba la sa cha ya ti hòn ti ba la sa su căng sang mu tha ma sa vi ba ta yang và qua đề qua anathaya na tăng ba la sa cha ya ti hòn ti ba la sa su căn sang mu tha ma sa vi ba ta yang. Tự nó chịu bất hạnh khi đặt danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Bản phổ thơ Hòa Thượng Minh Châu. Người ngu sa đọa tâm hồn, trí thức hái lượm cuối luồng công danh, đầu to bữa nát tan tành, hoa hương úa rã cây cành thảm thương. Trong sự sụp đổ của mình hãy thân kiến thức góp kinh nghiệm đời, người ngu đâu biết than ôi chính bốn chúng bữa nát bể hai cái đầu. Và bản phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ kính mời xuất ca. Alo. Alo. Cảm ơn cô Sương Mai. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Cô anh Minh Chú Bát Xà Ná cho con biết thực tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lễ ơn đức chư Phật, ơn đức giáo pháp, ơn đức chư tăng.
con kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Đã con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 72. Ra wa di wa ala tha ra nha tăng ba la sa cha ra ti hàn ti ba la sa su khang sang mu tha ma sa sui ba ta rằng ra wa di wa ala tha ra nha tăng ba la sa cha ra ti hành ti bà la sa su tăng sang mục tham ma sa vi bà ta ta rằng già qua đề qua a la tha ra nhã tăng bà la sa cha ra ti hành ti bà la sa su tăng sang mục tham ma sa vi bà ta rằng ta rằng già qua đề qua a la tha ra nhất tăng nhất tăng bà la sa cha ra ti hành ti bà la sa su khang sang mút tham ma sa vi bà ta rằng tự ló chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu vận may bị tổn hại đầu nó bị nát tan. Đó là bài của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc bài xong rồi. Dạ giờ con kính mời cô Nhật Quỳnh nhấn với các Nam Mô Bất Tha đã. Dạ sa thú kính cảm ơn Xuất Khá Anh Đức Khá. Nam Mô Bất Tha giá và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn cô tu nữ tỷ duyên Minh Quá Thanh Á cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu và con xin được ôn bài Pháp Cú Kinh số 72 và cảm ơn Quỳnh. Gia qua đề qua anh thà và nhà tặng bà la sa cha và tị hàn tị bà la sa suốt căng sẵn buộc tham ma sa vi bà ta dặn. Gia qua đề qua Anatha gia nhát tăng ba la sa cha gia ti hàn ti ba la sa suốt căng sang một tham mát sa vi ba ta dần và đế và quát đề quá Anatha gia nhát tăng ba la sa cha gia ti hàn ti ba la sa suốt căng sang một tham ma sa quy bà ta dần nó chịu bất hạnh khi danh tiếng khi danh đến kẻ ngu vẫn may bị tổn hại đầu nó bị nát tan. Và giờ nhà từ bản thân ta rồi ha. Dạ rồi để Nhật Quỳnh sẽ nhường mít ạ. Dạ qua đê qua a na tha ya nhà tăng ba la sa cha ya ti hành tỷ ba la sở su khẳng sang mùa tham ma sa vì ba ta dân người ngu sa đỏ tâm hồn trí thức khai lượm cuối luồng công danh đầu to bữa nát tăng thành hỏa hương úa rã cây cành thảm thương trong sự sụp đổ của mình hãy thâu kiến thức góp kinh nghiệm đời người ngu đâu biết thăng ôi chính chúng bữa nát bể hai cái đầu. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức và bản trước lại bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và kính mời sư Từ Mẫn. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con xin kính lễ ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính chào quý sư và quý anh chị em trong đạo tràng. Con xin trả bài câu số 72. Dạ qua đề qua ách nạc thà dạ nhân tăng bà la sa dạ dạ tị hằng tị bà la sa su khăn sang
Mục thầm massa vi ba ta dần. Từ nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Hòa thượng Thích Minh Châu, người ngu sa đọa tâm hồn, trí thức hái lượm cuối luồng công danh, đầu to bữa nát tan tành, hoa hương úa rã cây cành thả thương. Trong sự sụp đổ của mình, hái thâu kiến thức góp kinh nghiệm đời, người ngu đâu biết than ôi, chính chúng bữa nát bể hai cái đầu. Hòa thượng Giới Đức. Và qua đề qua à nạp thà giác nhân tầng bạ là xà giác quả tị hằng tì bạ là xà sưu khăn sang mục thằng mạ xà quy ba tha dân. Và qua đề qua à nạp thà giác nhà tầng bạ là xà giác quả tị hằng tị bà la sa su khang sang một tham ma sa vi ba ta yang. Ya wa de wa anatha ya nya tang bà la sa ya ya ti hằng tị bà la sa su khăn sang mục tham ma sa vi pa ta yang. Ya wa de wa anatha ya nya tang balasa cha ya ti hằng ti balasa sục căn sanh một tâm ma sa vi ba ta yang. Ya wa de wa anatha ya nya tang ba la sang cha ya ti hằng ti ba la sa sục căn sanh một tâm ma sa quý ba ta dân. Tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Hòa thượng Thích Minh Châu, người ngu sa đọa tâm hồn, trí thức hải lượng cuối luồng công danh, đầu to bữa nát tan tành, dạ con xin sám hối, dạ nó cái nhảy mất mất tiêu, dạ à, tự nó bất hạnh khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Hòa thượng Thích Minh Châu, người ngu xoa đỏ tâm hồn, trí thức ái hái lượng cuối luồng công danh, đầu dạ con một lần nữa xin thành kính tri ân quý đạo tràng. Dạ quý sư con bị rớt mít. Dạ con à. Dạ sa thu sa thu nan thầy xin tự mẫn. Nam mô Phật Tha ya, nam mô Tham ma ya, nam mô Sang kha ya. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tôn nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ con thấy hết giờ nhưng mà chưa thấy đại đức pháp tín vào nên con xin được cả kệ. Kinh pháp cú số 72. Ya wa de wa anathaya nyatang balasa chayati
ันติบาลัสสะสุขังสังมุทธามัสสะวิปัตตายังยะวาเดวาอนาทายามยัตตังบาลัสสะชยติอันติบาลัสสะสุขังสังมุทธามัสสะวิปัตตายังยะวาเดวาอนาทายายัตตังบาลัสสะชยติอันติบาลัสสะสุขังสังมุทธามัสสะวิปัตตายังTự nó chịu bất hạnh, khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Người ngu sa đọa tâm hồn, trí thức khái lược, cúi luồn công danh, đầu to bừa nát tan tành, hoa hương úa rã, cây cảnh thảm thương. Trong sự sụp đổ của mình, hái thâu kiến thức góp kinh nghiệm đời, người ngu đâu biết than nôi chính chúng bữa nát bể hai cái đầu. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Và Nam Mô Phật Thà Gia Còn Sĩ Sùng Đích. Và kính mời Sít Nhật Huỳnh nhé. Dạ sa thú kính cảm ơn Minh Phật Thà Gia. Dạ Nam Mô Phật Thà Gia và Đạo Tràng Hoan Hỷ. Chờ trong giây lát, lúc đầu giờ Nhật Quỳnh đã có điện thoại để Đức Pháp tính rồi. Sư nói sư sẽ vào vãng. Mà bây giờ có lẽ sư đang bận gì rồi. Sư chưa có vào được. Nên kính mong đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát. Và cảm ơn Minh Bác Hà Ná. Xích Tư Mẫn đã cho Nhật Quỳnh biết được tính mạng hiệu. Dạ nghe Pháp ơi, nghe Pháp nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có thể lên thỉnh đại đức Pháp tính dùm Nhật Quỳnh dùm đạo tràng được không? Dạ cảm ơn cô tu nữ đi ra Viriya Ratana cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ cô nghe Pháp mà giúp dùm đạo tràng nha. Dạ trong khi chờ đợi thì Nhật Quỳnh xin cầm mít một lát ngay sư vào để Nhật Quỳnh đảnh lễ sư. Dạ sa thú và kính cảm ơn cô tu nữ tại duyên Vinh Quá Thanh Ná xích tự mẫn sư khá anh đúng á. Cô Ái Minh nghe Pháp xích rạng đông. Chị Sương Mai đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ bây giờ thì mình có thể cung thỉnh Pháp Sư được không? Vinh Quách Thanh Á. Vinh Quách Thanh Á cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu đi. Trong khi chờ đợi Sư. Để Sư vào thì đạo tràng mình không bị mất thời gian. Dạ vì Quỳnh kính mời đạo tràng. Cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm anh thanh tịnh để cung thỉnh Pháp Sư. Nam Mô Bích Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Ram ma cha lo ka ti ba ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti tha sat tap ba ra chap ka cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang sa tham ma phi rim vi na yan cha ca văn số tan cha băng thân hà phi thâm ma châm măng à cô ta danh tơ ta tu sách cha đằng đăng bạc bơ thà nay dê bà đi xa dạ mạch chê ê quan sa hâm hà tì râm ma phà ga quanh tăng hà gia cha thà tuấn hi pha quê na tăng bụt thô càn đun nhê na thì qua xa già tán ha bụt tha già bà nê na mì gà đa dân ta tô gà tô bánh cha quát gia đa dô nê dê à măng ba dê si thăm ma tô
ta to ba phun thì sam bút thâu anu na thấm mà đề sa năng ma ga qua sa ni đề sê si sạt tan an a tha sinh tha căng tại na sa thu hay giờ phân tê tại sê tu thấm mà đề sa năng sáp ba di tha ba di sa ya anu cam bấm bi ca ta huệ chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa đành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản phật nhân lời nhưng chẳng gì hơi viết lòng mở đạo giải đời nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hưu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng tịnh ngài thuyết pháp nơi đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chúng ni tội mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, thỉnh pháp sư xong rồi cũng chưa thấy sư vào đạo tràng và không biết cô nghe pháp có nghe được tín hiệu Nhật Bình không. Dạ, cô có lên phòng của sư được không? Dạ, hành điện thoại cho sư được không cô? Dạ, có thể cho đạo tràng biết được tín hiệu không ạ? Đạo tràng im ru. Dạ, Quynh Quách Thanh Á đỡ mít giùm Nhật Bình chút đi Quynh. Dạ, kính mời Quynh nha. Dạ, Nam Mô Phật Thầy, Nam Mô Thầm, Nam Mô Sẵn. Dạ, kính là cảm ơn cô tu nữ Thầm Viriya Ratana cho biết là nghe rõ. Ratana, đấy, thầy xích Nhật Bình nói là sư sẽ online để vào rung giảng nên là Ratana cái đề nghị ở Sita thỉnh pháp sư hơi lâu một tí mà Sita pháp sư lẹ quá tới giờ này chưa thấy đại đức pháp tín online không biết là thích nghe pháp lúc nãy thấy đi bỏ cái dấu vàng đó là không có chiếc máy bây giờ Sita có chiếc máy không Sita nghe pháp nếu mà có Sita nghe pháp có chiếc máy nhờ Sita lên thỉnh đại đức pháp tín dùm đạo tràng ha. Lấy Sita nghe pháp cũng có chiếc máy rồi bây giờ thấy cái dấu xanh này có Sita có chiếc máy rồi xin giờ Sita nghe pháp đi thỉnh đại đức pháp tín hộ. Giờ này đã qua 13 phút rồi nếu đại đức bình hay là dạ, thầy xích thầy thỉnh giơ tay, kính mời xích. Dạ, sa thú kính cảm ơn Quynh Quách Thanh Á đã đỡ mít giùm cho Nhật Quỳnh và kính mạch với ngài, kính thưa đạo tràng. Dạ, không biết đại đức pháp tính bận việc đột xuất gì rồi. Nên là Nhật Quỳnh điện thoại cho sư cũng không có bắt máy. Thôi thì đã đốt 13 phút rồi. Thôi đạo tràng chúng ta nghe băng. Dạ. Kính bạch với ngài, kính thưa đạo tràng có đồng ý hay không? Dạ. Hoặc là có yêu cầu gì không ạ? Nam Mô Bích Thai. Dạ.
có lẽ là đại đức Khất Tính là bị đột xuất chuyện gì rồi. Chứ trước đầu giờ là Nhật Quỳnh. Ồ, vậy hả? Mà nghe pháp có thỉnh được đại đức Khất Tính không vậy? Dạ, thấy chữ dạ xá thú mà không biết có thỉnh được đại đức Khất Tính không? Dạ, có tín hiệu gì của sư không? Nhật Quỳnh điện thoại, sư không có bắt máy. Vậy thôi, giờ đạo tràng nghe băng trở lại nha. Dạ, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu đi. Để Nhật Quỳnh xuống mic để có thể để băng nè. Nam mô Bích Hai giá. Dạ. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn nghe pháp, nhưng mà không biết nghe pháp đi từ dưới này lên tới phòng của sư có mệt không? Dạ. Cảm ơn nghe pháp nha. Tạm thời Nhật Quỳnh để băng nha quý vị. Dạ, để sư vào thì bỏ băng xuống ha. Dạ, đạo tràng có đồng ý gì không ạ? Cho nên đang còn nói chuyện với nàng mới nói là cô lấy giùm em cái hộp đó đi. Có biết trong rung nghe kịp không? Tức là đang ngồi nói chuyện thì cái vị thánh ni đó đang ngồi gần cái hộp đó thì cô mới nói là cô lấy giùm em cái hộp đó đi. Thì vị thánh ni đó suy nghĩ rất là nhanh, vì nó nghĩ rằng chết rồi, cô này cũng sai một vị la hán. Cô đã mặc dù cô nói thì thế gian là nhờ cậy, nhưng mà rõ ràng ở đây là cô đang sai biểu một vị la hán. Và khi cô có cái lòng sai biểu thì dĩ nhiên cũng thiếu được tôn kính, bởi cô đâu biết vị này là la hán đâu. Wow, thì vị này suy nghĩ rất là nhanh, vì suy nghĩ rằng nếu mà không lấy giùm cổ đó, mà cổ nói mình là bạn cũ, bây giờ đi xuất gia và chẳng là cổ còn tạo nặng nghiệp, còn nếu bây giờ mình lấy giùm cổ thì bất quá cổ chỉ làm cái nghiệp nô lệ đầy tớ thôi. Thì vị đó suy nghĩ nhanh như vậy, cho nên vị đó cũng vẫn cười cười thanh thản. Vị đó đưa cái hộp đưa cho cô bạn mình đó. Vì cái nghiệp mà sai biểu một vị thánh như vậy, nghiệp nhỏ xíu xìu xiu đó, cho nên là nàng từ dạo ấy cứ sanh ra cái kiếp con thú, con cá, con chim thì thôi, nhưng mà mang thân người đó là coi như là phải chịu nhiều 500 kiếp như là làm nô lệ, làm kẻ hầu cho người khác. Vậy là nàng, vì sao nàng gù thì mình đã biết rồi, vì sao mà nàng làm nô lệ hoài thì mình cũng đã biết rồi, bây giờ qua cái thứ ba là tại sao mà nàng là bậc đại trí. Thì nãy mình Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, con thành kính lãnh lễ đại đức Pháp Tính vừa quan năm giờ đạo tràng. Dạ, cảm ơn huynh Bách Thanh ái cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, sư già đạo tràng, sư có nghe được âm thanh của con kêu bạch sư. Dạ, cảm ơn Xích Hoa Nguyệt. Dạ sư, cho con một tín hiệu, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 73. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con đã thỉnh pháp sư rồi bạch sư, con kính nhân bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mai Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Con xin thành kính thỉnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu này nhỏ. Con xin thành kính thỉnh lễ đến Thượng Tọa Minh Thành và cùng mời Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thánh nữ. Và kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta bắt đầu mình học bài kệ của cú số 73. Như thường lệ chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thích nghĩa tu vừng.
asan tăng và quát ngắt núi chay giá asan tăng và quát núi chay giá asan tăng và quát núi chay giá burekha gần chắc viết xuống Buddha gần chắc phi khu su Buddha gần chắc phi khu su A hoa xê su chắc ít sắc vi dần A hoa xê su chắc ít sắc vi dần A hoa xê su chắc ít sắc vi dần Bù cha bá rắc cụ lệ su chắc Bù cha Ma rác cụ lệ su chát Bù chà Ma rác cụ lệ su chát à, kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng bởi một cái tính từ Asantang. Asantang nghĩa là không có đúng đắn hay là không thực tế. Asantang không đúng đắn, không thực tế. Asantang có nghĩa là không có đúng đắn hay là không có thực tế. Ở ngay chỗ cụm từ pha quát nát mít chay giá có nghĩa là pha quát năng cộng với ít chay giá. Pha quát năng có nghĩa là phát triển hay là tu tập. Pha quát năng phát triển hay là tu tập. Nó xuất phát từ danh từ Pavana. Pavana Pavana phát triển hay là tu tập. Ichaya mong muốn. Ichaya có nghĩa là mong muốn. Burekharan. Burekharan cộng chát. Burekharan có nghĩa là kính nể hay là tôn kính. Chát có nghĩa là vàng. Burekharan có nghĩa là kính nể hay là tôn kính. Chát có nghĩa là vàng. Phí khu súng là các vị tỳ khu. Phí khu súng các vị tỳ khu. Awa xê súng. Awa xê súng có nghĩa là các chú súng hay là các tự viện. Awa xê súng các chú súng hay là các tự viện. Chát có nghĩa là và. Bu chăng Bu chăng có nghĩa là cúng dường hay là lễ lại. À dạ Isa-vi-yan có nghĩa là quyền hành hay là quyền thế. Isa-vi-yan quyền hành hay là quyền thế. Quyền hành hay là
quyền tế. Bu chăn nghĩa là cúng dường hay là để lại. Bu cha cúng dường hay là để lại. Bát rác cút lê xuống, bát rác cút lê xuống có nghĩa là của các người khác. Bát rác cút lê xuống của các người khác. Chá có nghĩa là và. Dạ, yeah. Vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng của câu kệ Phúc Đức Kinh số 73. Cảm ơn Phật tử Nhật Quỳnh rất nhiều. Asan tăng pha quá nát mít chay giá bú nét khà rần chát phí khô súc a hoa xê xú chát ít xa ri dằn bù chăng bát rác phú lề xú chát, có nghĩa là ưa danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỷ kheo, ưa quyền tại tịnh xá, muốn mọi người lễ kính. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ. Dạ, cảm ơn Phật tử Anh Minh đã hỗ trợ phòng bốt bài lên màn hình. Dạ. Kính thưa quý vị, bây giờ tiếp theo là phần duyên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 73. Vậy thì trước khi bước vào phần tiếp giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ thành bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Parava Buddhang Bhavantang Apiwa Demi Sokato Paravata Thammo Thammang Namassami Suppatipanno Paravato Savakasangho Sangham Namami Lokassana Thangvaramuttama Hang Buddhang Chak Thammang Chak Banamami Sangham. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giáp. Kính thưa quý vị, bài kệ Pháp Cú Kinh số 73 và 74 đó, hai bài kệ này được Đức Phật thiết ra khi Ngài ngự tại ở Chê Tá Quá Ná, đề cập đến một cái vị tùy khu mà tên là Xuất Thâm Má và một cái vị cận sự Nga. Thì cái câu chuyện này đó, nó phát cỡ từ ở một cái thành tên là Machikasanda. Và cái câu chuyện này về sau ấy, thì nó chấm dứt tại thành Sawatthi. Thì ở trong cái thời đó thì có một cái vị cư sĩ tên là Chitta. Cái vị cư sĩ này tên là Chitta, có nghĩa là Chitta có nghĩa là tâm. Nhưng mà đây cũng là một cái vẻ đẹp, đây cũng là một cái vẻ đẹp, một cái sự tốt đẹp. Thành ra cái chữ chí tá thường thường chúng ta nghe dịch là tâm, nhưng mà có những cái lúc chúng ta thấy là cũng nói đến cái cũng như là cái vẻ đẹp, cái sự tốt của tâm hồn đó. Thì ở trong cái câu chuyện này đó, thì cái vị cư sĩ tên là Chí Tá
Thì một lần nọ đó, là cái vị cư sĩ này đó, mà thấy Đại Đức Mahānamā. Đại Đức Mahānamā là một cái vị mà ở trong nhóm mà năm anh em Kiều Trần Như đó. Thì ngài Mahānamā đó đang đi trì bình thất thực, thì cái tướng mạo cái vị cư sĩ này nhìn cái vị này, ngài Mahānamā đi thất thực với cái vị này, ngài Mahānamā đi thất thực với một cái tướng mạo rất là trang nghiêm, thành ra đó mới sanh lên cái lòng tín ngưỡng. À, thì vừa cái lúc mà sanh ra cái lòng tín ngưỡng đó, thì lập tức đã bước ra rước bát và thỉnh Đại Đức Mahānamā vào ở trong nhà của mình để cúng dường thực phẩm cho ngài Mahānamā. Thì sau khi cúng dường thực phẩm, ngài thọ sắc cho cái vị này nghe. Khi mà thuyết pháp cho cái vị này nghe rồi á, thì cư sĩ Chích Tá đã đắc quả vị Tu Đà Hoàn với một cái đức tin rất là kiên cố. Thành ra đó, cư sĩ Chích Tá này đó mới thiết lập một cái ngôi nhà, một cái ngôi già lam, có nghĩa là giống như ngôi chùa đó, để dân cúng đến chư tăng ở các phương, chư tăng ở tứ phương. Thì lúc đó cũng có ngài Mahānamā đã chứng minh cái sự phát tâm trong sạch này. Thì lúc đó cư sĩ Chích Tá đó mới phát nguyện rằng là ngay trong cái sát na này, xin cho Phật pháp được thành tựu. Có nghĩa là cái vị này khi mà cúng dường rồi đó, thì đã cúng dường cái ngôi già lam này đến chư tăng rồi, và phát nguyện phải thành tựu được, chứng được Phật pháp, có nghĩa là chứng được pháp của các bậc thánh đó. Thì khi mà cái vị này vừa phát nguyện như vậy đó, thì khắp quả địa cầu chuyển động, khắp quả địa cầu chuyển động. Thì lúc đó quý vị biết rằng sau khi mà kiến tạo gấp rút rồi, cúng dường liền, rồi sau đó cái vị này lo sửa sang, có nghĩa là tô đắp vào cái ngôi già lam mà mình mới vừa cúng dường đó. Thì quý vị biết rằng ở trong cái ngôi già lam này, thì lúc nào mà cư sĩ Chích Tá này cũng đón chư tăng ở tứ phương hết, có nghĩa là ở đâu mà cái vị đó ở đâu không biết, miễn sao là chư tăng, miễn sao là một cái vị sư, thì coi như là cư sĩ Chích Tá đã đón tiếp hết, đón tiếp như là không có từ một cái người nào hết. Quý vị biết rằng cái chùa mà gọi là cái chùa tứ phương tăng, tứ phương tăng đúng nghĩa là như thế nào? Một cái vị đó đó, khi mà một cái ngôi chùa đó, hãy mà mình là một cái ai là một cái vị sư đi đến đó ở, mình đều cho ở hết, chứ không phải là người Bắc ở với người Bắc, người Huế ở với người Huế, người Trung ở với người Trung, rồi người miền Nam ở với người miền Nam, rồi người Việt Nam ở với Việt Nam. Thì cái điều đó nó không phải việc cái chùa mà gọi là chùa tứ phương tăng, thì một cái vị sư đó nãy mà tu ở trong cái giáo pháp này, xuất gia ở trong cái giáo pháp này, tu ở trong cái giáo pháp này, thì coi như là nếu mà ở đó mà có cái chùa tứ phương tăng, thì cái vị đó đủ điều kiện là một vị sư, thì đều được vào ở trong cái ngôi chùa đó để mà ở. Thành ra cái chùa đó mới đúng nghĩa là chùa tứ phương tăng đó. Thì quý vị biết rằng lúc này là ông cư sĩ Chích Tá này là ông đắc Tu Đà Hoàn rồi, thành ra cái niềm tin rất là kiên cố. Sau khi mà là cúng kiến thiết cái ngôi già lam đó, cái ngôi chùa đó để mà cúng dường đến chư tăng, có ngài Mahānamā chứng minh. Rồi khi mà ngài Mahānamā chứng minh rồi thì quý vị biết rằng là coi như là cái vị này là còn lại công sức tiền của đều tô đắp vào ở trong cái ngôi già lam này, có nghĩa là cái ngôi chùa tứ phương tăng này đó.
thì lúc đó ở trong cái xứ đó, cái xứ của gia chủ Chí Tá đó, là có một cái vị sư tên là Sú Thâm Mát. Thì cái vị sư đó do là cái người địa phương, thành ra mới thỉnh cái vị sư Sú Thâm Mát này ở đó để mà giữ chùa, cũng như là tiếp quản cái ngôi chùa nó như vậy đó. Đó, thành ra lúc đó thì cái vị sư Sú Thâm Mát này giống như là một cái vị trụ trì, giống như là một cái vị trụ trì của cái ngôi chùa đó. Thì một lần nọ đó, lúc đó thì quý vị biết rằng là ngài Sariputta là thượng thủ thinh văn của Đức Thế Tôn và ngài Moggallana, có nghĩa là nhị vị thượng thủ thinh văn đó, đã từ ở xa đi đến cùng với các vị tỳ khu, cùng với các vị tỳ khu đi đến cái ngôi chùa này. Thì quý vị biết rằng lúc đó đó, ông Chí Tá đó là một người, bây giờ là ổng là coi như là thánh cư sĩ mà cái vị thánh Tu Đà Quần rồi. Ra đó nghe danh của ngài Sariputta và ngài Moggallana đi đến đó, thành ra ông đã đi ra một cái quãng đường xa để mà cung đón nhị vị thượng thủ thân văn này cùng với chư tăng đón về chùa Tứ Phương Tăng mình ở đó. Thì lúc đó đó, khi mà về đến chùa rồi đó, cư sĩ Chí Tá đã làm xong bổn phận của mình, làm xong bổn phận của mình có nghĩa là tiếp rước y bát, rồi đem nước rửa chân, đem dầu cho các cái vị này thoa cái bàn chân của mình đó, rồi dân cúng vật thực vân vân, nói chung là làm đầy đủ phận sự hết rồi. Thì gia chủ Chí Tá mới thỉnh ngài Sariputta bạch ngài ngài thuyết pháp cho con nghe, ngài thuyết pháp cho con nghe đi đó. Thì ngài Sariputta ngài nói là ta cùng với chư tăng đã đi một cái đoạn đường rất là xa rồi, thành ra bây giờ ta sẽ thuyết cho gia chủ nghe, nhưng mà cái bài pháp rất là ngắn, gia chủ hãy chú tâm để mà nghe. Thì gia chủ Chí Tá đó mới sa thú lành thai và bạch ngài con sẽ cố gắng lắng nghe. Thì khi gia chủ Chí Tá lắng nghe rồi á, thì quý vị biết rằng là với một cái bài pháp ngắn như vậy thì cái vị gia chủ này coi như là chứng quả A Na Hàm đó. Quý vị thấy rằng gia chủ Chí Tá đó lần đầu nghe ngài Má Ha Na Má thuyết pháp chứng quả Tu Đà Quờ, lần thứ hai nghe ngài Sariputta thuyết pháp chứng quả vị A Na Hàm. Sau khi chứng A Na Hàm xong đó, ông mới đến ông đảnh lễ nhị vị thượng thủ thinh văn này, rồi ông mới bạch với nhị vị này bạch ngài ngày mai con xin thỉnh hai vị hai ngài cùng với ngàn vị tỳ khu tỳ tùng để mà đến nhà con mà cúng dường trai tăng, có nghĩa là thọ thực đó quý vị. Ngày xưa là rước bát thỉnh nhị vị thượng thủ thinh văn cùng với một ngàn vị tỳ khu về nhà của ông để mà đặt bát cúng dường đó, cũng như là ngày nay mà chúng ta gọi là trai tăng đó. Thì lúc đó đó gia chủ Chí Tá đó coi như là đã thỉnh nhị vị thượng thủ thinh văn cùng với 1.000 vị tỳ khu trước, có nghĩa là quý vị thấy rằng là gia chủ Chí Tá vừa nghe pháp xong rồi sẵn ở đó mới thỉnh ngài Sariputta với ngài Moggallana cùng với 1.000 vị tỳ kheo tùy tùng ngày mai đến nhà trai tăng, rồi mới xây qua thỉnh cái vị trụ trì thỉnh ngài Sú Thâm Mát là ngài thiện pháp đó, ngài Sú Thâm Mát bạch Sư Cả ngày mai con thỉnh Sư Cả đi cùng với nhị vị thượng thủ thiên văn cùng với 1.000 vị tỷ kheo để mà đến nhà con thọ thực trong ngày mai luôn. Thì lúc đó là cái vị trụ trì Sú Thâm Mát
cái vị đó mới nổi nóng lên, mới suy nghĩ, bắt đầu mới nổi nóng lên, mới nghĩ rằng hồi trước là cái ông này ông ở với mình, ông ở trong cái xứ này với mình, cái chuyện nhỏ chuyện lớn là chuyện gì đó ông cũng bàn với mình, mà hôm nay thì gặp các vị sư ở phương xa về đó, rồi thỉnh các vị sư này trước rồi mới đến thỉnh mình sao đó. Thành ra đó cái vị trụ trì đó, không ngày mai tôi không đi, có nghĩa là cái vị trụ trì giận đó, ngày mai tôi không đi. Thì gia chủ Chí Tá mới cố gắng năn nỉ, bạch ngài, thì ngài đi đi, con thỉnh ngài đi cùng với các vị khách tăng, bạch ngài, con tha thiết, con thỉnh ngài ngày mai đi vào dự lễ chung đó. Thì ông trụ trì ông cũng không đi, ông giận rồi, ông giận là ông đâu có chịu đi, thì giận vậy rồi thì gia chủ Chí Tá cũng đành phải chịu thôi, đành phải chịu rồi mới hoành về, hoành về nhà để mà chuẩn bị. Thì ngày mai bắt đầu coi như là ông gia chủ Chí Tá này vẫn lo những cái vật thực cúng cho chư tăng. Thì lúc đó cũng vào sáng sớm mà cái vị trụ trì này mới đắp y rồi mang bát, với cái tâm nghĩ coi bây giờ mình đi lại nhà đó sớm coi, lại nhà ông Chí Tá sớm coi 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 ông làm cái gì, ông làm những cái món gì để mà cúng như các vị khách tăng đó. Thì ông trụ trì ông mới đắp y mang bát, ông đi đến rồi ông thấy cái sự mà cúng dường cho các vị khách tăng rất là thịnh soạn, rất là thịnh soạn, có nghĩa là làm rất là nhiều lễ vật để mà sắp xếp để mà cúng dường một cách rất là trọng thể, rất là cũng như là hoành tráng, nói như ở trong cái thời nay đó là một cách rất là hoành tráng. Thì khi đó cái ông trụ trì ông mới nói những cái lời mà cũng như là về khoa, cũng như là nói những cái lời mà khó trách, cũng như là tâm ganh tị ấy, do cái tâm ganh tị thành ra ông trụ trì ông nói rất là nhiều cái lời mà khó nghe. Thì quý vị biết rằng gia chủ Chí Tá, một cái vị A-na-hàm, một cái vị thánh, tuy rằng là cư sĩ nhưng mà là một cái vị mà có trí, một cái vị có cái sự hiểu biết. Thành ra đó gia chủ Chí Tá mới nói với bạch ngài, ngài đừng có nói những cái lời châm chích khiếm nhã cho con nghe vậy, giống như những cái câu chuyện ngụ ngôn mà đã được nói ra đó. Thì những cái đối với cái người tu hành thì phải nói ra những cái câu Phật ngôn hoặc là những cái lời nói mà có lợi ích, chứ có đâu mà ngài nói với con cái điều này chứ có đâu mà ngài nói với con những cái điều mà ngài châm chích con như vậy chi đó. Thì lúc đó cái vị trụ trì xuất thăm má đó mới nóng lên, nóng phừng phừng lên, coi như là bây giờ hồi lúc trước ông sống có ta ở đây thì ông sớm chiều ông đến với ta, rồi bây giờ có các vị khách tăng đến thì ông lo ông tiếp đãi các vị khách tăng, rồi bây giờ ông còn dám so sánh trách móc cái điều này điều kia với ta nữa. Thành ra lúc đó cái vị trụ trì xuống thăm má này nóng lên, nóng lên cái coi như là thôi bây giờ tôi trả lại cái chùa cho ông đó, ông muốn làm gì ông làm đi, tôi không có sống không có tu tập ở trong cái ngôi chùa này nữa đó. Thì gia chủ Chí Tá nó có năn nỉ, năn nỉ cách nào đi cũng vậy, năn nỉ hết sức luôn, phân trần phân bua đồ này kia đầy đủ hết, nhưng mà cuối cùng thì cái vị trụ trì đó cũng không nghe, cũng không nghe mà nói những cái lời mà rất là khó nghe, cũng như là có giống như là có cái sự trách móc nặng nề đến cái vị gia chủ Chí Tá này.
Thì lúc đó thì quý vị biết đó, cái vị trụ trì này, vị Suốt Thâm Má đó, mới bỏ cái ngôi chùa đó, trở về với Đức Phật, đi đến chú xứ của Đức Phật. Thì khi mà về đến chú xứ của Đức Phật đó, thì quý vị biết rồi, Đức Phật đó, với thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông, cái gì của Đức Phật cũng thần tịnh. Thành ra vừa về đảnh lễ Đức Phật là Đức Phật nói liền, Suốt Thâm Má, cái người mà gia chủ á, Chiết Tá á, là một cái người cận sự nam, có cái đức tin rất là trong sạch, có cái đức tin rất là trong sạch, mà ông á, lại có cái những cái lời mà nó thô lỗ, cộc cằn đối với cái vị đó, thì cái điều đó nó không đúng, cái điều đó không đúng. Đó mới truyền chúng lại để mà tuyên ngôn, mà tuyên ngôn có nghĩa là cái lực khi mà một cái vị sư đó mà có một cái điều mà xúc phạm đến những cái vị cư sĩ mà có đức tin, thì cái vị sư đó phải biết đi đến cái người cư sĩ đó sám hối, vân vân. Cái này thì nó thuộc về lực, có được ghi ở trong tạng lực rất là rõ ràng. Đó thì khi Đức Phật đã khiển trách cái vị sư này rồi, rồi triệu tập tăng chúng lại để mà tuyên ngôn cho cái vị sư đó phải quay trở về để mà sám hối với một cái gia chủ mà có đức tin như vậy. Đó thì quý vị thấy rằng đối với sư Suốt Thâm Má, đại đức Suốt Thâm Má, thì lúc nghe Đức Phật giáo giới gì đó thì vẫn nghe lời Đức Phật trở về ở trong cái trú xứ đó để mà sám hối với gia chủ Chiết Tá. Thì mà khi mà quý vị biết rằng nhưng mà Đức Phật ngài biết ông này coi vậy chứ cũng còn bản ngã cũng còn cao lắm. Thay vì là khi mà đi hỏi Đức Phật làm sao giờ bạch Đức Thế Tôn con phải làm sao đó, quý vị nào cũng có hỏi cũng nghe lời Đức Phật vậy đó, nhưng mà cũng đi về thì gặp ông Chiết Tá nói thôi gia chủ Chiết Tá, tôi biết lỗi rồi, hãy tha lỗi bỏ qua cho tôi đi. Đó thì quý vị biết rằng lúc này thì gia chủ Chiết Tá đó mới nói không, mà bạch ngài con không có tha cái lỗi này, con không có tha thứ những cái lời nói cộc cằn mà ngài đã nói với con, con không có từ bỏ được cái lời nói đó. Đó thì quý vị thấy rằng lúc đó cái vị sư Suốt Thâm Má này giờ ngỡ ngàng quá rồi, bực mình rồi. Mình có lỗi, bây giờ mình đi về á, mình đi về để mà mình xin ông, mà ông cũng sợ mơ quay trở về với Đức Phật. Nhưng mà với cái tâm của Đức Phật á, ngài biết á, cái ông Suốt Thâm Má này á, thà cực khổ đi đường xa đi tới đi luôn vậy chứ không có cũng như là không có cái sự mà thiệt tâm để mà sám hối. Thành ra khi mà quay trở về á, Đức Phật mới dạy tỉ mỉ phải sám hối, phải nói với gia chủ Chiết Tá vậy đó, vậy mới được đó. Thì về Đức Phật cũng dạy lời đàng hoàng, rồi lúc đó Đức Phật kêu thôi đi lại xin lỗi ông lần nữa đi. Thì sư Suốt Thâm Má này đã nghe lời Đức Phật, nghe lời Đức Phật, quý vị biết rằng mới coi như là đi một lần nữa. Thì cái lần này đó Đức Phật đã phái cho một cái vị tỳ khu khác đi cùng với cái vị đại đức này để giúp cho đại đức này xin lỗi gia chủ Chiết Tá. Thì khi mà đi đến lần thứ hai thì ông Chiết Tá đó ông cũng đồng ý, ông cũng bỏ lỗi, bỏ qua. Có nghĩa là lúc đó gia chủ Chiết Tá nói dạ được rồi bạch ngài, vậy thì trước đây con có làm lỗi lầm gì với ngài đó, con cũng xin ngài bỏ qua cái lỗi lầm đó, bỏ qua cái lỗi lầm đó cho con. Đó thì quý vị thấy rằng lúc đó coi như là lúc này là hai bên đã quề rồi. Thì
Trong lúc đó, là trong cái lúc mà huề như vậy đó, thì quý vị biết rằng á, cái vị sư Xuất Thanh Lá này coi như là mới nhớ lại cái lời dạy của Đức Phật, mới nhớ lại cái lời dạy của Đức Phật đó. Thành ra chỉ có quán tưởng là cái lời dạy của Đức Phật thôi, mà như là chứng đắc đạo quả A La Hán với tứ tuệ phân tích. Quý vị thấy ghê không? Đó, Đức Phật, quý vị thấy rằng á, Đức Phật dạy ông dạy đại đức Xuất Thanh Lá dạy cái gì? Dạy hãy mình là một cái vị sa môn thì không có nên nghĩ những cái điều sái quấy, có nghĩa là không có nên nghĩ chùa này của ta, chùa này của mình, đạo tràng này của mình, rồi thiện nam tín nữ này của mình, không có nghĩ những cái điều đó. Mà hãy mà nghĩ những cái điều đó thì nó sẽ biểu lộ ra những cái kiêu căng, những cái tật đó. Nó thì coi như mà hãy mà làm những cái điều đó đó thì coi như thế nào quý vị, coi như là những cái phiền não á, nó sẽ tăng lên, càng ngày nó càng tăng trưởng. Nó cũng như là quý vị cái gì mà quý vị cứ giờ mà quý vị đem cái chữ của mình vô đi, cứ của mình hoài, cái gì của mình hết đó, là coi như là hãy mà ai mà đụng chạm đến, hoặc chưa có ai đụng chạm đến nhưng mà mình vẫn thấy, mình vẫn thấy bị cái sự mà ức chế rồi này kia, là coi như là cái phiền não mình càng ngày càng tăng trưởng đó. Quý vị thấy rằng đại đức Xuất Thanh Lá chỉ cần nhớ lại cái lời dạy của Đức Phật thôi, lấy cái đó làm cái đề mục để mà quán tưởng, thì lập tức ngay lúc đó thì coi như là cái vị này là coi như là đạo quả A La Hán luôn. Còn đối với gia chủ Chí Tá đó, thì coi lúc đó gia chủ Chí Tá mới suy nghĩ, từ lúc mà mình thấy được đạo quả Niết Bàn, có nghĩa là mình đắc tu Đà Quần, đắc tư Đà Hàm, đắc A Na Hàm, nhưng mà mình cũng chưa có đi đến để mà thăm Đức Thế Tôn, cái vị cha lành của mình đó. Thành ra gia chủ Chí Tá suy nghĩ vậy, xong rồi gia chủ Chí Tá bắt đầu coi như là kêu mọi người chuẩn bị gạo mè đường sữa đồ này kia, coi như là chất đầy lên 500 cổ xe bò, chất đầy đồ lên như vậy đó. Rồi ông thỉnh chư tăng, hãy mà chư tăng rồi thiện nam tín nữ, mọi người ai mà muốn đi về thăm Đức Thế Tôn thì cứ đi chung đoàn với ông, ông sẽ lo cái sự cúng dường cơm nước vật thực trên đường đi, không có ai mà phải cần lo về cái chuyện đó nữa. Đó, thành ra lúc đó quý vị biết rằng là có tổng cộng 500 vị tỳ khưu, 500 vị tỳ khưu ni, 500 thiện nam, 500 tín nữ cùng đi chung với ông Chí Tá. Đó, rồi quý vị biết rằng là coi như là cái số người mà đi với ông Chí Tá đó là 3.000 người. 3.000 người có nghĩa là bây giờ quý vị thấy rằng cái đoạn này là coi như là đi vậy là 5.000 người tổng cộng. 5.000 người tổng cộng đi một cái đoạn đường rất là xa, rất là đông. Nhưng mà quý vị biết rằng gia chủ Chí Tá đó trên đường đi là coi như là lo đầy đủ hết, lo đầy đủ hết. Mà có một cái điều kỳ lạ, có một cái điều kỳ lạ là như thế nào quý vị biết không? Là coi như gia chủ Chí Tá này đi đến đâu, chư thiên cũng hoan hỷ. Coi như là chưa tới chỗ đó là chư thiên đã lo sắp đặt, hóa hiện chỗ ở ra để đón cái đoàn của gia chủ Chí Tá. Đó, để kỳ sau chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị, thuyết giảng cho quý vị nghe về những cái tiền kiếp mà gia chủ Chí Tá này đã từng tạo phước cúng dường. Thành ra bây giờ đi đến đâu là coi như là chư thiên phục vụ tới đó, mà mưa bông hoa rải xuống để mà đón gia chủ Chí Tá. Mà đồ đem theo quý vị biết rằng là coi như là xài hoài không hết, cho người ta đem ra để mà phát cho từng người, nhưng mà cũng không hết đồ của ông. Đó, thì tại sao vậy? Là
ở trong cái kỳ sau chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị nghe một cái điều nó rất là lạ đối với gia chủ Chí Tá, ở trong quá khứ đã từng tạo phước và phát nguyện những cái điều rất là lạ, những cái điều rất là lạ đó. Nhưng mà do cái thời gian nó không còn, thành ra chúng tôi để ở đó để kỳ sau sẽ thuyết giảng cho quý vị nghe. Bây giờ thì xin được kết thúc cái buổi giảng của ngày hôm nay. Với cái phần phước này xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị vui trong giáo pháp Phật Gotama và phần phước này đến tất cả các vị chư thiên cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài quan hỷ thọ lãnh đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, sa thú lần hai chúng con kính tri ân đại đức Phật tính đã giảng bài pháp học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành thôi cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân đại đức. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng bích đến sư. Avato sappamangalang rakkhantu sappa devata sappabhuta anuhavena sada sati pavantute avato sappamangalang rakkhantu sappa devata sappanamma anuhavena sada sati pavantute avato sappamangalang rakkhantu sappa devata sappasangha anuhavena sada sati pavantute. Tất cả phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thủ lần thai chúng con kính tri ân tường tọa minh hạnh đại đức Phật tính cùng chư tôn đức đã vào gom chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Gia đề quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re vô thi ga re ta hưng ta hưng ta tham ma đa đề na pa quan tu vô chi ta so thiên ca rôn tệ tha vi ha ram mang đa lê thế ra cha ma cha na wa ca cha bit ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ya ma cha đề sa ni ya ma cha ít sa ra sắp pa na puta sukita pa wan tu te ya la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ca ni ya ni căng thầm ma wa răng pa ti cha te sắp pe pi lúc khát sa kha thôn tu sang kha yang tha tu ki răng sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha phút kia là sẵn cô hồ tu sa mắc cô hồ ba a tha ya cha hi ta ya cha âm hê rác thầm tu sắc thầm mô sắp bê bi thầm ma cha ri nô phút thêm sầm pha phú ni ya ma thầm ma ri ya pa về đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào trong nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào trong học pháp. Kính chào tạm biệt, nghe pháp xin xuống mic.